Ok, chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay đây là tất cả những trang phục của nghĩa vụ, đây gọi là nghĩa vụ công an đấy, hành quân ba lô con cóc sẽ như thế này. Đấy, cho anh em xem mũ này, bóc đi. Bóc cho mọi người xem. Đấy. Sẽ được phát là một chiếc mũ nha mọi người. Phù hiệu, đây là phù hiệu chữ A này. Mình nhìn chữ A chưa? Đấy, chữ A là công an. Đấy, cho mọi người xem đằng sau đi nào. Đấy. Thấy chưa? Mọi người đọc cái chữ gì chưa? Đấy, nghĩa vụ bộ công an cấp phát. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta được mũ này. Cái mũ đầu tiên. Đây là cái áo khoác. Cái món tiếp theo giờ đang là mùa đông rất là lạnh. Đây. Đông. Áo khoác dân thường sẽ như thế này. Còn áo khoác của bên nghĩa vụ công an thì nó sẽ như thế này. Đấy, màu xanh nõn chuối. Người ta màu nõn chuối. Này là rất là, chưa? Rất là còn đây hay. Là màu xanh nước biển. Đấy, mọi người nhìn khác nhau chưa? Đây áo dân thường rất hay và nhá. Áo... Đây là khi mà lạnh này. Thì là sẽ kéo theo này vào, còn nếu mà nóng quá thì mình sẽ tháo rời ra được. Tháo rời ra được, chỉ mặc một cái mỏng thôi. Áo hai lớp à? Ừ, còn nếu mà lạnh thì là mình sẽ kéo như này. Rồi, đấy. Và mình kéo thêm vào. Đấy, mọi người nhìn kỹ này. Đấy, nhìn chưa? Nhìn đẹp chưa? Ô, nhìn ngoài bằng mắt đời thường rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp. Công an, huy hiệu công an. Huy hiệu ngôi sao công an nhá. An đấy, cái này thì nó cũng như tương tự như quân đội đây, thôi. Đây, bên nghĩa vụ quân đội đồ nó y như này. Đây là áo khoác nha, chứ không phải áo mặc thường ngày. Nhưng mà mỗi phù hiệu nó sẽ khác. Áo khoác thì một đông. Ok, tiếp theo món tiếp theo của chúng ta là một cái thắt lưng. Thắt lưng, thắt lưng. Gồm hai cái thắt lưng. Một cái thắt lưng chéo và một cái thắt lưng ngang bụng và một cái thắt lưng chéo người để đeo súng. Thắt lưng chéo người. Để đeo súng. Bóc cái xem nào. Ok, thì mọi người có thể nhìn qua cái mặt thôi, nhìn qua mặt thôi. Đấy, thì cái này mua bên ngoài cũng bán nhá. Đấy, mua trong bộ công an họ bán hết nhá. Đấy, thắt lưng công an. Người trong ngành. Ừ, người trong ngành. Mới mua được. Thắt lưng này là cấp thiếu úy, trung úy đều dùng được hết à? Hay là... Không, đây là thắt lưng với trung úy quân sự. Nghĩa vụ công an chứ. Nghĩa vụ công an. Rồi, tiếp theo. Chúng ta đến với thắt lưng da đấy. Mọi người, thắt lưng thì ai cũng biết rồi, nó như thắt lưng thường phục bình thường thôi. Đấy, còn cái thắt lưng da đặc biệt này là hiếm người có thể xem được. Đấy. Ok, đây tôi để cho một chị gái xinh gái bóc. Ok. Đây là hai cái đai để đeo đây này. À, hai cái đai đính kèm để đeo vào cái vạt áo. Đây là hàm, đây là hàm. Ừ, hai cái hàm để đeo vạt áo này. Tôi để một chỗ. Đây là cái đai mọi người trông chờ nhất đây. Cái đai thắt lưng đeo chéo. Thắt lưng đeo chéo mọi người trông chờ nhất đây, nó sẽ hình như thế này. Đấy. Không có cho mọi người xem. Cái này đeo chéo là dùng để đeo súng. Đeo súng nha. Ok. Đeo chéo mọi người dùng để đeo súng. Đấy, mọi người cứ tập trung vào cái phần chính thôi, là cái phần góc này này là để đeo chéo. Đấy. Đeo súng. Bên quân đội sẽ không có. Để đeo súng. Ừ. Ok, quận này đi. Súng AK đấy. Nó có để bên nữa. Thì cuộn vào. Nào, tiếp theo có món gì? Để vào hộp. Tiếp theo là món tiếp theo là gì đây? Đây là cái quần nha. Quần này là quần màu gì nhỉ? Quả úa. Ừ, màu quả úa. Quần này giống màu với cái chăn. Với cái chăn. Quần này quần quả úa. Bên sang cũng treo bộ công an rồi. Không. Ừ, treo hết. Cái gì cũng đánh dấu bộ công an hết. Anh em ạ. Sai số hết nha. To lên. Đây là okay. Áo nè. À, tôi xem cái quần nó có cái cúc không? À, có cúc nhưng mà không phải cúc ngôi sao nhé. Quần cúc bình thường, không phải cúc ngôi sao. Đây là cái áo. Ok, đây là chiếc áo. Cũng là trang áo phục. Cũng là của bộ công an. Nên đây trang phục hè của bộ công an. Màu này màu cỏ úa nhỉ? Màu màu đây là những bộ đồng phục mà hàng ngày sẽ đi tập nghĩa vụ. Đây anh em nhìn chất vải này. Tập nghĩa vụ chất là vải sẽ làm mặc gì này. Có cửa khẩu nào nhập cái cửa khẩu như này. Sẽ mặc cái này nha. Mà trước khi bắt đầu đi là cũng sẽ mặc bộ này. Hôm đầu tiên xuất hành sẽ mặc bộ này luôn. Ok. Đấy. Tiếp theo lại bộ cũng một bộ quần áo cũng như thế. Đây là quần và đây là áo. Mọi người biết rồi, mọi người không phải xem nữa. Đây là quần, đây là áo. Một bộ này bẩn sẽ mặc bộ này để giặt. À, thế là mình sẽ có hai bộ đúng không? Có hai bộ. Đúng rồi. Hai bộ để thay y như nhau. Y như nhau. À. Bộ này bộ gì? Đây là màn. Ô đừng gấp màn gấp khó lắm ấy.
Không, đây bình là màn. Màn gấp khó cực kỳ luôn. Ừ. Đấy, màn gấp sẵn cho mình này. Màn rất là khớp gấp khó anh em nhá. Cái màn này gấp cực kỳ khó luôn. Chỗ quân chị nào. Ở đấy vừa bảo anh em là chất vải. Cũng nhiều mũi. Nhưng tất cả đều màu xanh hết, màn cũng xanh, hồn màn màu trắng này. Ừ. Đấy, chất vải này. Đấy, chưa có cửa hàng nào may nó dày như này đấy, vải rất là dày luôn. Rồi tiếp theo, món tiếp theo. Đấy, review cho anh em. Đây là áo lót để mặc trong, cái quần lót mặc trong đi ngủ hoặc là tập thể dục. Ui, từ A đến Z anh em ạ. Đầy đủ hết. Từ A đi là mình không cần phải mang gì nữa. Đây là một cái áo. Áo là áo thun nhá. Áo số 5. Áo này gọi là áo thun anh em nhá. Anh em nhìn. Có tất cả từ số 1, số 2, số 3, số 5, số 5 là to nhất. Đây là áo số 5. Số 5 à? Số 5 mặc rộng rãi thoải mái. Trước khi anh em đi anh họ cũng đo chiều cao sức khỏe cân nặng để họ may cho mình ấy. Không, nó có số mà. Số 1, số 2, số 3, số 5. Thì mình họ phù hợp mới đưa cho mình. Đây là quần. Đây là quần thể thao. Quần chắc số 5 đúng rồi. Quần ngủ ấy anh em. Quần ngủ ấy. Quần ngủ hoặc là thể thao cũng được. Ừ, quần thể thao ngủ tập gym. Tiếp theo đây là quần đùi, sẽ được phát quần đùi. À kia là quần mùa đồ mùa đông. Đây là một đồ mùa đông. Còn đây là mùa hè. Đi ngỡ quân sự hầu như là vào mùa này mà. Ở đây là mùa hè, nó có cho mùa hè, mùa hè. Cho nó mùa hè mùa đông. Đây là phần đùi này. Còn đùi mùa hè. Tất nhiên cái vạch này màu xanh mới đúng này. Màu xanh lá cây mới đúng. Không, nó giống thật này. Đây là một quần thể thao màu xanh này. Đây, sai sai. Không, năm nào thế. Năm nào không, đáng nghĩa là màu xanh lá cây mới đẹp. Sẽ được phát hai cái quần. Hai bộ quần áo đồng phục thường ngày, một bộ quần áo thể thao. Đây anh em nhìn đùi. Nhiều chưa? Được phát tiếp là áo nốt nha. Áo nốt mặc cùng với quần đùi. Áo nốt mặc cùng với quần đùi này. Áo nốt mặc cùng với quần đùi nha. Áo nốt đây. Áo nốt. Một cái áo nốt. Hai cái áo nốt. Một cái quần đùi. Hai cái quần đùi. Tổng cộng là hai bộ. Hai bộ nha. Nên là mình không cần phải mang quần áo gì đi hết. Ở đây có hết rồi. Khăn mặt được phát hai cái khăn mặt. Khăn mặt dùng một cái, khi gặp bẩn thì dùng cái tiếp theo, hoặc là một cái rửa mặt, một cái lau đầu, một cái tắm. Hai cái khăn mặt. Ok, hai cái khăn mặt anh em nhớ nhá. Nhớ chị gái giọng chưa? Anh em đi nghĩa vụ quân sự cứ xem video này là auto hiểu hết. Đây ok nhá. Đây là tất này, sẽ được phát đôi tất này để đi giày. Hai tất, đôi. Tất thối đi giày hai đôi. Thối đồ nào thay luôn rồi đấy. Và được một bộ quần áo mưa. Để trời mưa thì sẽ mặc quần áo mưa lòng vào. Để xem quần áo mưa của công an sẽ có như thế nào nha. Đây là một cái áo. Một cái áo choàng. Áo choàng. Nó như cái áo mưa bình thường thôi, nhưng mỗi tội anh em ạ, đây là áo choàng. Áo mưa choàng mọi người. Có khóa này từ trên dưới. Áo này không đi xe máy được anh em nhá. À, đi xe máy mà. Máy này không đi được, nhìn nó ghim hết cúc vào này. Đây, cái áo mưa này không đi xe máy được. Đi được, nên áo mưa xe máy đi được thì nó chỉ đi bộ thôi. Họ thiết kế cho mình chỉ đi bộ thôi. Đây là một cái áo mưa. Hầu như đồ công an là màu tối. Màu cỏ úa. Màu là màu cỏ úa. Có vài bộ thì màu. Mọi người sẽ được phát một cái ba lô để đựng đồ nha. Ba lô để đựng đồ. Hết chưa? Chưa, trong ba lô sẽ được phát ba đôi dép. Ba đôi giày dép. Một đôi dép để đi trời mưa này. Ông cái dép là giống y như quân đội này. Ừ, y quân đội. Không phải bóc nữa, mọi người biết rồi. Dép cao su, Bác Hồ. Bác Hồ đấy. Bác Hồ. Ngày xưa đánh nhau chiến tranh. Ngày xưa gọi là cụ bộ đội cụ Hồ. Mới tinh độc hộp. Mới tinh, mới cứng luôn này. Xanh chất này. Mới tinh độc hộp luôn. Đôi này thì mấy chục năm. Anh em nào có nhu cầu mua cứ liên hệ tôi nhé. Mấy chục năm cũng không. Đèn hành quân đi đi đường trơn trượt. Ồ quên đấy, anh em đi phải mua đôi Cortex, nhớ mua Cortex trước khi đi nhá. Đi để cho nó đỡ đau chân. Đi chân, đi trơn trượt. Tí phải đi mua đôi Cortex. Đây là một đôi giày hành quân tập quân sự này. Đấy, mọi người sẽ móc thêm vào đây cho nó êm. Tất cả size này cũng 43, hơi rộng. 43. Hơi rộng. Nhưng mà mình nhét cô tách vào thì nó Nhét cô tách vào, đúng rồi. Đeo nhiều tất vào, đeo cô tách vào. Em chân. Nhớ là mua cô tách nha, quên mất. Và được phát thêm một đôi giày nữa. Cô tách thì mua có cánh hay không cánh? Đi giày này mua không cánh. Không cánh. Người nhớ không cánh nha. Đêm hay sáng? Ban ngày, hàng ngày.
À, đêm có tách bình thường hàng ngày. Hàng ngày. Ừ. Đây. Đây là một đôi nữa, một đôi này bẩn hay ướt thì sẽ phải thay đôi này. Một đôi dự phòng. Nếu như quần áo cũng dự phòng hai đôi. Nói chung là đồ đồ hai đôi. Ừ. Nói chung là đồ nghĩa vụ là họ sẽ chuẩn bị cái này là 42. 42 chắc đi được. 42, cái 42, cái 43. Ừ. Họ chuẩn bị mình hai món để dự phòng. Đấy. Mỗi khi những cái này dễ thối cực. Hoặc cái này là nếu rộng quá thì đến lấy đổi với bạn bè ăn được. Ừ, chân chúng nó thối không đổi đâu. Nói chung là những cái này không họ... biết làm có hai đôi mà nó là những cái nào dễ thối dễ bẩn là họ thường sắm cho mình hai cái. Bạn đấy, nào bạn nào chưa? Bạn nào chưa đi thì sẽ có thừa. Chưa đi mà, đây là được hai đôi thừa. Tiếp nào. Hiện tại là hết rồi. Hết rồi. Một cái ba lô. Ba lô bên nghĩa vụ công an nó sẽ khác ba lô quân sự. Anh em nhìn nhá. Đây có ba túi này, 1, 2, 1 túi. Nó sẽ không ba có cái núm đốm. Một túi chính này. Công an. Công an đây. Okay, hết rồi. Đây là... Bên trong có túi con không? Không có, chỉ có túi đằng sau. Gồm mấy túi nhỉ? Ba túi con đằng trước để đựng giày. Ba này. Một túi. Bốn này. To đùng. Bốn này. Một túi áp lưng. Năm này. Hết. Một túi cạnh nữa là sáu. Đây ba túi. Hết rồi, năm. Năm. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ được phát cái mũ này. Tất cả đồ này là chúng ta sẽ cầm theo đấy. Chứ không phải là tô đây. Này nó không cầm đâu mà phải cầm theo nhá anh em nhá. Cái cúc này, cả cúc này. Và chiếu này, chiếu là giường 1. Chiếu xong có phù hiệu gì không? Chiếu, không, chiếu thường, chiếu quái. Chiếu quái ngày xưa cụ Hồ ấy, được không? Cũng một, bắt buộc phải cầm theo một. Tuy nó to này nhưng bắt buộc cầm theo. Thì tôi cho anh em xem ảnh ấy đấy. Và đây là cái chăn này. Đây là ga. Cái này là ga, chiếu xong giải ga, nếu mùa đông giải ga, còn mùa hè thôi bỏ ra. Còn đây là chăn. Chăn nhá, chăn trắng nha. Chăn trắng. Ok. Chăn này nè. Chưa thấy cái vỏ bọc chăn đâu thì chưa thấy. Nhưng đây là chăn nhá. Tạm thời thì mùa đông sẽ được khác. Ok, cái gối này khác cái gối quân sự nhỉ? Gối này nó là gối. Không, cái gối này nó có theo chữ công an. Ngoài đặc biệt nó là gối như người dân bình thường. Vì gối quân đội nó là cái hình vuông. Nó là cái hình vuông khít thì khít cơ. Bên trong rất là êm luôn, hai lớp. Bên trong khác, không khác gì ga. Đây. Ga. Rất là êm, hai lớp. Ok. Đấy. Đấy. Này tất cả các món đồ tôi đã bày hết cho mọi người xem này, từ A đến Z này. Đấy, không thiếu món gì. Xin có món gì không nhỉ? Xin em mỗi cái gối này, em mang gối nhà đi. Không. Không được, thế nó không đồng nhất. Ok. Còn đồ gì nữa không? Không. Đấy là tất tần tật mọi người phải mang đi nhá. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 26 món mọi người phải mang hết đi nhá. Được chưa? 26 đến 30 món đấy. Ok. Đấy. Mọi rất là nhiều cái này mà. Mắc mắc gì thì inbox vào ấy, tôi sẽ trả lời cụ thể. Mọi người, tôi vừa review tất cả những món đồ. Thì mọi người chưa hiểu món gì thì cứ bình luận ở phía dưới. Đăng ký kênh, like để mọi người biết nhé. Và một điều đặc biệt là anh em, đấy, ba lô này chứa tất cả những cái này. Được chưa? Mỗi cái ba lô con cóc này mà chứa tất cả những cái này luôn. Mà chứa được tôi sẽ chụp ảnh cho mọi người xem. Được chưa? Ok, thì những cái món đồ như này thì tôi cũng bán luôn. Được chưa? Anh em nào cần tôi bán luôn từng thứ một. Đấy, cứ liên hệ tôi. Tôi bán luôn từng tôi. Món đồ. Bán luôn cả tôi. Đấy, cả gối cũng có nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua về cho gia đình mặc, cho bố mẹ dùng. Quần áo mặc sướng cực, đây áo ba lỗ này cũng bán luôn. Đấy nhá. Anh em nào có nhu cầu mua về cho bố, cho mẹ, hoặc là thích cái bộ đồ công an nghĩa vụ, hoặc là cái gì như này, thì cứ liên hệ inbox từng món một nhá. Tất cũng bán luôn, tất cũng có. Chưa? Thắt lưng, đai, phụ kiện, ba lô cũng có hết. Anh em cứ nhắn tin vào Zalo thôi nhá. Ok, đăng ký kênh nhá. Anh em nhá, chào anh em, bye bye. XMD VIP.